Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Nhiều quốc gia trên thế giới có chính sách trừng phạt rất nặng, không khoan nhượng với hành vi uống rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Thậm chí có nước còn bỏ tù những người có nồng độ cồn trong máu và trong khí thở cao vượt mức cho phép. Đối với Mỹ, theo trang tin sức khỏe WebMD của Mỹ, nước này có những quy định rất rõ ràng và cụ thể về việc uống rượu bia khi lái xe. Toàn bộ các bang quy định rằng những người từ 21 tuổi trở lên được lái xe khi nồng độ cồn trong máu là 80 microgram trong 100 ml. Trên hoặc bằng mức này, một người sẽ bị coi là lái xe khi say xỉn và vi phạm pháp luật. Từng bang sẽ có luật riêng liên quan tới từng nhóm công việc và nghề nghiệp. Ví dụ tại một số bang, đối với tài xế xe buýt trường học, giới hạn nồng độ cồn trong máu là 20 microgram trong 100 ml. Với những công dân dưới 21 tuổi, việc uống rượu bia khi lái xe là phạm pháp, bất kể chỉ số đo được là bao nhiêu. Các hình phạt xử lý ở từng bang là khác nhau. Ví dụ bang Wisconsin sẽ tịch thu phương tiện nếu người điều khiển phạm tội điều khiển phương tiện dưới ảnh hưởng của chất có cồn. Hầu hết, các bang đều có chính sách không khoan nhượng với việc lái xe khi uống rượu bia. Ví dụ những người vi phạm dưới 21 tuổi, bằng lái của họ sẽ bị tịch thu. Nhiều bang có luật quy định phạt tù với những người tái phạm lần hai tội uống rượu bia khi lái xe, cũng như những khoản phạt từ vài trăm tới hàng nghìn USD với những trường hợp bị thu bằng lái. Để có thể lấy lại chứng chỉ, họ cần phải trải qua một quá trình kéo dài từ việc gặp các cố vấn chuyên môn, tham gia lớp học về an toàn khi điều khiển phương tiện giao thông. Tại Singapore, giới hạn cho phép là 35 microgram trong 100 ml khí thở hoặc 80 microgram trong 100 ml máu. Cảnh sát có thể yêu cầu người lái xe thổi vào máy để kiểm tra nồng độ cồn. Nếu người điều khiển không hợp tác, họ có thể bị bắt ngay mà không cần lệnh. Nếu bị kết tội uống chất có cồn khi lái xe, người vi phạm lần đầu sẽ bị phạt từ khoảng 1.500 đến 7.400 USD và tối đa 1 năm tù. Những người tái phạm lần 2 sẽ phải đối mặt với khoản phạt 3.700 đến 14.800 USD và tối đa 2 năm tù. Người vi phạm cũng sẽ bị tịch thu bằng lái ít nhất 2 năm và ít nhất 5 năm đối với người tái phạm. Tại Hàn Quốc, luật giao thông mới được sửa đổi từ giữa năm ngoái, cho phép nồng độ cồn trong máu ở ngưỡng 30 microgram trong 100 ml. Vượt quá mức này, tài xế sẽ bị tịch thu bằng lái trong 90 ngày. Nếu chỉ số vượt qua 80 microgram trong 100 ml, người điều khiển sẽ bị tịch thu bằng lái trong 1 năm. Tại Trung Quốc, nồng độ cồn trong máu khi lái xe không được phép vượt quá 20 microgram trong 100 ml theo BBC. Nếu con số trên vượt qua 80 microgram trong 100 ml máu, người điều khiển có thể bị phạt nặng và thậm chí ngồi tù. Tài xế bị ảnh hưởng bởi rượu bia gây chết người hoặc tai nạn nghiêm trọng cũng có thể sẽ bị tịch thu bằng lái vĩnh viễn. Để tránh trường hợp bị phạt và chịu một số tiền không đáng, vì vậy chúng ta nên chấp hành luật an toàn giao thông, kể cả đi ô tô hay đi xe máy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe, hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi, nhân viên bán hàng Thế Sơn,
số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.